đầu đài nè. Đó. Không mà lấy em bỏ bò rồi. Ổi. Đi cầm đi. Bỏ chết cái chỗ khác con. Muốn được miếng không à? Khói phèo phèo luôn. Thổi đi. Ủa thổi cho khói nó lên. Chứ biết quạt đi. Chứ biết quạt mà. Xích ra. Bây giờ anh quạt đi. Qua cái này nha. Nóng vậy Bi. Bi. Bây giờ ta cho ba cái để quạt đi. Đi ra đi, đi ra đi, khấu thôi. Xuân Mỹ nha. Nè, đâu dành cơm nè, thấy chưa? Nè, bữa nay chuẩn bị có trái nè, thấy chưa? Đang nhú nhú ra nè, thấy chưa? Nhưng mà cái đá nó nhỏ. Hư. Trời ơi, thật. Cho biết dở quá hết rồi. Ở phòng kia sao vô, phòng đó mẹ. Nhỏ dữ vậy. Cái đó là toilet cơ. Nhỏ dữ vậy. Lấy đống củi quà. Thôi. Củi không bằng. Cho bao quà. Hai. Không. Đó, cà tím ngon ghê chưa? Không có đi quạt đâu. Khỏi nghi ngút luôn. Gió nè. Mát quá. Thôi đi ra con. Đỏ 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 đỏ. Sao ăn gì? Không có mày con mày mẹ. Xuống nè, mày nhìn xuống
cho mẹ mấy trái về. Kè nướng nhiều lắm. Làm nước mắm quốc. Mỏi vô hết đi rồi chán thôi. Nước của cái cà chứ nước ngoài đó mà có gì dầu. Rửa đi cho ăn nhiều mà nhà đông mà. Hả? Không. Không biết. Lát tối về ăn cơm mình ăn nữa. Ăn này ăn chơi mà. Quậy. Cái kia nó tụt xuống luôn. Gì? Hai mũi qua đó ngồi, đi qua đây nè. Đi qua đây ngồi nè, hiểu không mà. Đi qua bên đây ngồi. Qua chị bé ấy cho. Ba gặp bạn đi. Đi. Ba gặp bạn. Ăn kỳ trời. Mày lấy dùng bơ xe. Mày em cầm cái đũa này. Đũa không đủ rồi, đũa không đủ rồi, xua lấy đũa cho giờ. Đi chưa? Lấy, mẹ lấy dùng con cái chén. Chuẩn bị có một cuộc chiến vào giữa. Sao? Gì? Sao? Cuộc chiến gì? Chiến cá. Wow. Chiến tranh giành địa bàn. Địa bàn là ở đâu? Đây, ở trên đây đó chính là địa bàn của hội chị em phụ nữ ở dưới kia. Địa bàn của hội đàn ông. Rồi nè, kệ nuốt cho mấy đứa nhỏ trước đi nè. Chưa có chín đâu. Ba. Không biết chưa chín không? Ừ, chưa đâu. Ba. Sao có ngay, sao có bóng, mà đợi đây chưa có bóng.